Quýnh nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em Lên ở đầu thì cho quý nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người Chúc mọi người có một ngày đầu tuần vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả Người ta thường hay có câu Đã thương thì phải thương cho trót Mà thương rồi á thì phải làm tất cả mọi việc để giúp cho cái người mà mình thương Có được nhiều cái bước thăng tiến hơn Và luôn được người khác mến mộ chứ không phải rằng là mình đi bôi đen trắc đỏ lên mặt của thần tượng của mình à, mới vừa đây á thì uh, chú bầu chú cũng đã lên tiếng và chú nói rằng là cờ là một thần tượng của chú ấy và nhớ như không nhầm á là từ trước đến nay chú bầu cũng đã từng nói rằng là chú bầu là một người rất là thần tượng của ca sĩ mà cái việc thần tượng của chú á nó chỉ kéo dài được mấy hôm thôi xong sau đó thì chú xóa hết những cái dòng status mà chú nói rằng là chú thần tượng cố ca sĩ thì bây giờ bản thân của cờ cũng vậy chung bè chung ruộng chung mái chèo thì tất nhiên rằng là chú phải lên tiếng chú nói rằng chú thần tượng em cờ rồi chú sẽ dành cho em cờ những cái lời mà có cánh mặt ngọt chứ để cho người khác người ta nhìn vào người ta thấy được rằng là ơi Ông Bào luôn là một cái người rất là tuyệt vời Đã giúp đỡ cho cờ vượt qua cái cơn khó khăn hoạn nạn thế này thế kia Chứ mà các bạn sai lầm rồi Người ta là những cái người mà có đầu óc kinh doanh Người ta sẽ nhận định được rằng là ơ ờ, trong cái sự việc này Mình thấy ra 200 triệu là mình sẽ thu về cái lợi dụng như thế nào Mình sẽ được nhiều đối tác nè biết đến mình nè Rồi chưa kể rằng là mình sẽ có được cái tiếng thơ muôn đời Chứ các bạn có thử đặt một cái câu hỏi ra chưa? Nếu như một người á mà người ta đã mến mộ, người ta đã yêu mến và người ta dành trọn cái sự quan tâm đặc biệt cho cờ thì người ta sẽ không bao giờ mà để cho cờ mới bước chân ra khỏi một cái scandal này lại tiếp diễn thêm một cái scandal khác có liên quan đến tiền cát xe như vậy đâu. Đáng lẽ ra một người mà yêu thương cờ, người ta sẽ không bao giờ người ta tung hô cái tiền cát xe của cờ ra bên ngoài. Chứng tỏ một điều rằng là người ta chưa bao giờ quan tâm đến cái cảm xúc của cờ Cũng chưa bao giờ cần biết được rằng là cờ phải đối diện với Cái tiền cash 200 triệu trên một show diễn như thế nào Những cái ông bầu show mà lao năm á Đã quá là điêu luyện trong cái việc mà nhìn nhận cái sự việc Cũng giống như là nhìn nhận cái người đó có tâm có tầm đến cỡ nào Để mà có thể là nhận tiền cash 200 triệu Người ta cũng còn vỡ oà nữa mà Người ta thấy được rằng là cờ chưa phải là đạt cái level cũng giống như là chưa phải là một cái người mà có cái tầm ảnh hưởng đến cái mức độ mà phải nhận tiền cách xe 200 triệu đó mọi người cho nên á bây giờ ông bào tổ chức ra cái show diễn đó thì ông bào sẽ là cái người mà trả tiền cách cho cờ chẳng lẽ bây giờ trả 50 triệu cho mọi người cười vào mặt à phải trả ra 200 triệu để cho mọi người tung hô tăng bắc ổng lên chứ chẳng lẽ bây giờ ông trả cái số tiền ít thì làm sao mà mọi người mà mà chịu được tại vì bao lâu nay đã hứa hẹn biết bao nhiêu là điều với cờ rồi nào là xây nhà nè nào là giúp đỡ cho cả gia đình của cờ nè giúp cho cờ ăn học thế này thế kia rồi mấy ngày nay mọi người có thấy cái gì không nhà cửa cũng làm gì có Tiền ăn tiền học là cái tiền mà 200 triệu đồng mà ông bầu mới trả đó thôi Chứ làm gì mà cho thêm cho bớt tung hô cho cố vào nói rằng là cho 2 tỷ đồng chắc gì cờ đã nhận được 2 tỷ hả mọi người cho nên á người ta là những cái người mà có cái đầu óc và bản thân của cờ cũng chỉ là con chốt thí thôi người ta biết rõ rằng là lúc nào là người ta cho nó lên cao trào lúc nào là người ta cho cái câu chuyện nó xuống để cho cái tiếng thơm của họ sẽ còn đau đó người ta sẽ lúc nào cũng tung hô ông bầu với lại bác ba chứ còn bản thân của cờ thì có được cái gì không chả có được cái gì ngoài cái sự được gọi là vô ơn với người mẹ quá cố của mình mà công nhận á, em cờ này cũng điêu dễ sợ nếu như ngay từ lúc ban đầu mình đã không bằng lòng về cố ca sĩ thì mình có thể là mình nói và mình tách ra đi chứ mắc mớ gì mà mình phải bu víu bu bám vào cố ca sĩ rồi mẹ mình phải năn nỉ ỉ ôi khóc lóc thế này thế nọ để cho cố ca sĩ siêu lòng vậy mà cũng lạ lắm nha bác ba với lại ông bào đó, nói một đường mà làm một nẻo không à Ông nhớ rằng là bác ba luôn là cái người mà nói những cái đạo lý chân tình rồi nói cho người ta để có thể là giữ trọn cái chữ hiếu Vậy mà bác ba còn đi cổ suý cho cái sai của cờ Rồi chưa kể rằng là bác ba cũng đang tiếp tay cho những cái câu chuyện đó Thử hỏi rằng là bác ba có biết gì về con người của cờ hay là không Nếu mà giữ trọn chữ hiếu á, là không hề có một cái miếng hiếu nào Ngày xưa á, cố ca sĩ thập tử nhất sinh trong bệnh viện á, vẫn còn lấy điện thoại nhắn tin cho cờ hỏi hang cờ mà vậy đó mà nhắn tin lại nói một cái câu an ủi động viên cho mẹ của mình để có thể là vượt qua cái giông bão vượt qua biết bao nhiêu là cái mũi dùi của dư luận không lên tiếng để nói một lời nó luôn đó bác và bản thân của cờ thì cũng đã có rất là nhiều lần trả hiếu cho cha cho mẹ ruột của mình là vứt quần áo của cha mẹ mình ra ngoài đường để mà đuổi đi đó bác Cho nên ta nói á, cuộc đời này á, mình không có xem xét, mình không có biết lý lẽ Rồi lúc nào mình cũng nói đạo lý làm người thế này thế kia Rồi mình đi bảo thủ cho cái sai Rồi mình nói rằng là sai làm lớn nhất của con người là dối gian Vậy ủa bao lâu nay ai là cái người dối gian hả bác? Chứ con là con thấy cố ca sĩ là rất là hiền lành rất là từ tốn Chưa bao giờ lên tiếng để có thể là hạch hỏe bất kỳ một ai Ngay kể cả bản thân của bác Cô ca sĩ cũng từng gọi một tiếng anh ba Thì đương nhiên rằng là cô ca sĩ sẽ dành cho bác một cái tấm chân tình Còn đối với bản thân của bác Thì có bao giờ coi cái người em đó là người em kết nghĩa của mình hay là không Có khi nào mà bác ba tự ngồi và nghĩ lại rằng là Tại vì mình muốn cho họ tung hô bản thân của mình Mình muốn cho họ đánh bóng tên tuổi của mình Rồi mình hạ bệ cái người em đã khuất của mình Miệng á, thì lúc nào bác cũng nói rằng là bác thương có ca sĩ lắm Thương cho những người em đồng nghiệp Những người trong ekip của cố ca sĩ lắm Nói một đường là một nẻo Nói một câu nghe nó trớt quá rồi bác ơi Thả ví dụ như mình đừng có nói Mình nói ít thôi mà mình làm nhiều á Thì người ta mới không có xem thường mình Chứ mình mà nói nhiều mà mình làm ít hoặc là mình làm mà nó lệch lạc đi theo một cái chiều hướng khác á thì người ta sẽ nghĩ rằng là trời ơi người gì mà không có cái chữ tính gì cả. Màn bác ơi, sắp tới đây á là cờ tham gia vào một cái show diễn ngày 22 tháng 1 tới đây nè. ơi ta nói à, không có biết á là trong thời gian sắp tới là cờ có à, nhiều show diễn đó ông ta. Rồi cái show diễn ngày 22 tháng 1 và không biết ai trả tiền cho cờ có cao không Chứ cờ thường thường mà đi hát với ông bào là tận 200 triệu lần đó Mà không biết show diễn này chắc trả tầm 20 đến 30 triệu là hết sứ si đá rồi Tiền ở đâu trong mùa đại dịch như thế này Người ta tạo ra một cái cơ hội một cái sự thỏa niềm ước mơ trên sân khấu thôi chứ tiền đâu mà người ta trả các xe mà tặng 200 triệu giống như là ông bào được bởi vậy tự nhiên cái mình làm màu làm mè làm gì mình tạo cho cờ một cái sự ảo tưởng cờ cứ tưởng rằng là trời ơi mình có sức hút dữ dội lắm trời mình đứng trên sân khấu là phải 200 triệu đồng thế này thế kia chứ mà ít 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 là hả cờ không có chịu đi hát bởi vậy ta nói cuộc đời này đánh đồng tiền bạc với lại cái tình cảm của tất cả mọi người thì nó khó lắm mình càng làm thì người ta chỉ càng cười vào bản thân của mình rồi cười vào những cái điều mình đã làm mà thôi mà cuộc đời này khó có người giống như cố ca sĩ lắm cô ấy giống như là một người bồ tát vậy đó lúc nào cũng lo lắng cho người khác lúc nào cũng sống hết mình vì người khác chả bao giờ nghĩ đến quan tâm đến cái uh, cảm xúc của bản thân mình nhiều lúc cứ chạy theo bản thân của cờ nhiều lúc cứ lo lắng cho gia đình của cờ rồi uh, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cho cờ cho nên bây giờ uh, cô ấy nhận lại biết bao nhiêu là cái sự chua chát đáng cay chứ nhưng mà uh, người ta càng làm người ta càng đối xử tệ với cố ca sĩ thì cô ấy sẽ có được nhiều cái phước phận thôi uh, có nhiều người á uh, người ta nói á uh, là ở với cố ca sĩ uh, làm gì mà có cái mức cách uh, xe 200 triệu dạ Cố ca sĩ không phải là bầu show Và cố ca sĩ cũng không có phải là cái người mà quyết định ra cái show diễn của cờ Mà mỗi lần mà cố ca sĩ dắt cờ đi kèm cặp cho cờ vào những cái show diễn của cô ấy, ấy để mà người ta trả cho cờ tầm 20 triệu đến 30 triệu là gian trung lắm nha mọi người Chứ không phải đơn giản rằng là nói cái người ta bỏ tiền ra người ta, ta cho liền đâu Mà cô ấy phải năn nỉ ỉ ôi lắm người ta mới mời cờ Chứ bây giờ tên tuổi ở đâu, danh tiếng ở đâu mà mà người ta phải mời cờ đi hát trong khi đó hả mới chân ướt chân ráo mới bước chân vào nghề là cái người mà mới có đoạt giải quán quân thôi mà của là um, giọng hát nhí chứ không phải là của người lớn nữa đó bây giờ chắc gì cờ đi thi đã đoạt giải quán quân nữa mà mọi người cứ lên tiếng để mà nói thế này thế kia ngày xưa nó khác với bây giờ rồi ngày xưa là hả à làm cái hình thức được gọi là nghèo khổ khó khăn cơ cực thế này thế kia Thì người ta nhìn vào người ta cũng cảm thấy mến rồi Đó, Người ta cũng sẽ tạo tất cả mọi cái điều kiện rồi Chứ nếu với cái khả năng của cờ thì khó có thể là đoạt quán quân lắm Tại vì có biết bao nhiêu người, có biết bao nhiêu em Người ta có cái giọng hát hay hơn cả cờ nữa kìa Nhưng mà tại vì sao người ta không đoạt giải quán quân Bởi vì cờ đã động trong lòng của quý vị khán giả bởi cái hình ảnh mà mộc mạc chăn chắc rồi gia đình nghèo khó đó mọi người Cho nên người ta mới tạo biết bao nhiêu là cái cơ hội cho cờ chứ còn thật ra nếu mà về thực lực thì cò cũng chỉ là bình thường thôi chứ cũng không phải là cao trào hay là cao siêu gì à, nói cho mọi người để mọi người có thể là hiểu và nhận định đâu là đúng đâu là sai ai là cái người giúp đỡ cho cò thật sự và ai là cái người mà chưa hề muốn giúp đỡ mà chỉ tạo ra những cái scandal để cho cò có thể là lắng từ cái này qua cái khác rồi sau này giống như bác ba gì đó ngày xưa bác ba cũng vậy thôi mọi người đó cho nên bác ba là cái người rất là rành rọt trong cái vấn đề mình làm sao để mà mình nổi trội cái lúc nào là mình cho cái câu chuyện này nó lên cao trào và cái lúc nào là mình cho cái câu chuyện này nó xuống đỉnh điểm bởi vậy nên ta nói á ơi cuộc đời này không có phải cái gì mà nó không không mà tự nhiên nó có đó mọi người tiền bạc cũng vậy thôi cái gì mà tự nhiên trên trời rơi xuống cho mình một cọc tiền á thì có nghĩa rằng là cái câu chuyện đó nó mơ huyền và nó ảo mộng lắm các bạn càng cảm ơn ông bào và bác ba thì các bạn chỉ càng làm cho người ta nổi tiếng còn bản thân của cờ thì cũng sẽ bị lu mờ thôi chứ không phải là tiếng tâm gì mấy ngày hôm nay là mọi người cũng thấy rõ ràng rằng là cờ đâu có có một cái sức hút nào Trời ơi, người ta có nhắc về cờ nhiều không? Không, người ta toàn là nhắc về bác ba và ông bào không à Đó là một cái hiệu ứng được gọi là tích cực trong cái sự việc được gọi là tạo ra cái scandal đó mọi người Cho nên á, mọi người đang bị dắt mũi bởi những cái điều mà bác ba và ông bào đang làm ấy Ok, cái video của cuốn nhà thầy đến đây là kết thúc nha mọi người ơi cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của quýnh nhà nếu thích cái video của quýnh nhà thì các bạn có thể like share, subscribe ủng hộ cho cái kênh của quýnh nhà nhé mình chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ạ à. chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ à.